Thông tin từ báo dân trí, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận tình hình ở tiền tuyến đang gặp nhiều thách thức và có xu hướng leo thang căng thẳng. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Siský bình luận trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 9 tháng 11: "Tình hình vẫn còn thách thức và có xu hướng leo thang. Đối phương tận dụng lợi thế về số lượng, tiếp tục các hoạt động tấn công, tập trung nỗ lực chủ yếu vào các hướng Pokrovsk và Kudakove". Ông Siskin nói thêm, song không cung cấp thông tin chi tiết. Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo về việc chuẩn bị cho binh lính Triều Tiên tham gia các hoạt động chiến đấu cùng với lực lượng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết lực lượng Kiev đang tập trung vào việc phòng thủ xung quanh thành phố Kudakove, một trong số các mục tiêu tấn công của Nga, cùng với Pokrovs, một trung tâm hậu cần huyết mạch ông Zelensky hối thúc các nước châu Âu cung cấp thêm hệ thống phòng không. Các lực lượng Nga liên tục tuyên bố kiểm soát các ngôi làng mới khi tiến về Pokrovsk. Moscow đặt mục tiêu kiểm soát vùng Donbass ở phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk. Trong một báo cáo vào cuối ngày 9 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 40 cuộc đụng độ vũ trang đã xảy ra xung quanh các ngôi làng gần Kurakove. Các blogger quân sự Ukraine và Nga vào ngày 8 tháng 11 đều xác nhận lực lượng Nga tìm cách bao vây khu vực này. Theo một phân tích của hãng tin Bloomberg được công bố vào ngày 1 tháng 11, Ukraine đã mất 1.146 km vuông lãnh thổ kể từ khi phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Vào ngày 2 tháng 11, Tổng tư lệnh Shishke cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Trong suốt mùa thu, Ukraine đã mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn gần như hàng ngày ở phía nam Donetsk, trong khi các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể về hoạt động tác chiến gần Todes, Chasipya, Kupians cũng như trên chính lãnh thổ Nga ở Kursk. Donetsk tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine, cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Báo Washington Post dẫn nhận định của nhà phân tích Pasi Padonen từ Bird Group, một tổ chức phân tích tình báo nguồn mở có trụ sở tại Helsinki, cho biết lực lượng Nga ở Donbass đang tiến công với tốc độ chưa từng thấy kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn hai năm. Nhà phân tích Barunen cho biết những bước tiến lớn nhất của quân đội Nga diễn ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, chung với thời điểm Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Chiến dịch này của Ukraine tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Kiev, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Trong khi đó, Ukraine đang gặp khó khăn để bù đắp những tổn thất trên chiến trường. Ngày càng nhiều binh lính Ukraine rơi bỏ vị trí chiến đấu của họ mà không được phép, với một số ước tính cho thấy số binh lính đào ngũ lên tới gần 20%, báo Anh Economist đưa tin. Economist cho hay một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine thừa nhận rằng đã có sự suy giảm về tinh thần chiến đấu ở một khu vực khốc liệt nhất trên tiền tuyến. Một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết gần một phần năm số binh lính đã rời bỏ vị trí của họ mà không được phép. Theo trang tin Kajipos, một trong những lý do chính khiến nhiều lính Ukraine đào ngũ là Kiev thiếu quân để điều động luân phiên thay thế lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Các lữ đoàn hiếm khi được nghỉ ngơi và phải chiến đấu liên tục trên mặt trận kéo dài hơn 1.000 km. Economist ước tính, mặc dù lực lượng vũ trang Ukraine hiện vẫn có đủ vũ khí và đạn dược để chống trả Nga, Kiev có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự và đạn dược trong vòng 6 tháng. Trang tin quân sự Pro vào ngày 8 tháng 11 dẫn nhận định của chuyên gia Anh Alexander Mekuris cho biết lực lượng quân sự Ukraine đang buộc phải rút lui khỏi các vị trí của họ ở vùng Donbass một cách hỗn loạn và mất trật tự. Thông tin từ báo tin tức thông tấn xã Việt Nam trong bối cảnh tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, việc Nga thay đổi chiến thuật tấn công bằng UAV đã đặt ra nhiều thách thức đối với Ukraine. Theo tờ Kiev Post, của Ukraine, ngày 9 tháng 11, Nga đã liên tục sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để tấn công Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. Trong những tuần gần đây, số lượng các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác đã gia tăng mạnh mẽ. Trước đây, UAV được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, nhưng giờ đây chúng đã trở thành một phương pháp tấn công độc lập với số lượng ngày càng tăng. Các cuộc tấn công bằng UAV, đặc biệt là dòng Shahid, trước đây chỉ diễn ra hai hoặc ba lần một tuần với sự tham gia của hàng chục thiết bị bay hoặc thấp hơn. Tuy nhiên hiện nay, các cuộc tấn công này diễn ra hàng ngày, thường theo từng đợt trong nhiều giờ. Đôi khi có sự tham gia của tới 100 UAV Shahid-136, hay còn gọi là Gedan-2, theo tên gọi của Nga. Chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. UAV này có thể di chuyển với tốc độ lên tới 200 km h ở phạm vi 1.000 km hoặc hơn, mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 50 kg. Trong tháng 9 vừa qua, Nga đã phóng hơn 1.200 UAV Sahit vào Ukraine và con số này đã tăng lên hơn 2.000 vào tháng 10, nâng tổng số lên hơn 7.000 UAV kể từ đầu năm. Mặc dù hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn khoảng 80% số UAV này, vẫn có hơn 1.000 chiếc đến được mục tiêu, gây ra tổn thất đáng kể cho Ukraine. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay với Ukraine là sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất UAV Sahit tại khu kinh tế đặc biệt Elabuga của Tatarstan của Nga, cách Moscow khoảng 1.000 km về phía đông. Việc sản xuất được Nga sử dụng hỗn hợp các thành phần từ Iran, Trung Quốc và phương Tây. Theo Andriy Benchev, kỹ sư người Ukraine về UAV, cấu trúc chính của Shahid rất đơn giản, được làm từ sợi nhựa ép và bìa cứng bên trong. Động cơ của nó là loại đơn giản đến từ Trung Quốc. Ban đầu, Shahid được lắp ráp từ các thành phần của Iran, được vận chuyển qua biển Caspi. Valery Romanenko, chuyên gia hàng không tại Đại học Hàng không Quốc gia Ukraine, gọi tắt là NAU, cho biết quy trình lắp ráp rất đơn giản và dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất. Các nhân viên quân sự Ukraine nhận thấy rằng chiến thuật tấn công bằng UAV của Nga đã thay đổi đáng kể gần đây. Họ bắt đầu sử dụng UAV thay vì tên lửa do gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ tên lửa. Việc sử dụng sahit bay ở tầm thấp giúp chúng khó bị phát hiện hơn và khó bị bắn hạ hơn trong các khu vực đô thị. Đại tá Konstantin Hobachov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các mẫu sahit mới nhất hiện đang trở thành UAV cảm tử thực thụ. Trước đây chúng có thể bị bắn hạ mà không gây ra hậu quả lớn. Nhưng giờ đây, chất nổ được kích hoạt ngay cả khi có nỗ lực can thiệp vào hoạt động của chúng. Nga không chỉ nỗ lực cải thiện UAV Sahit mà còn giảm chi phí và đơn giản hóa quy trình sản xuất. Ole Katkov, nhà phân tích tại Defense Express Group cho biết họ đã loại bỏ bộ khởi động động cơ và sử dụng động cơ MD-550 của Trung Quốc để giảm chi phí. Ngoài việc sản xuất thêm UAV Sahit, Nga còn đang chế tạo một loại UAV chưa xác định có chức năng hộ tống Sahit. Chuyên gia cắt cốp lưu ý, những UAV này thường được dùng để hỗ trợ cho cuộc tấn công hoặc làm mồi nhử. Ngoài ra, Nga đang thử nghiệm các loại đầu đạn mới cho UAV Sahit. Gần đây, một số UAV đã được trang bị đầu đạn nhiệt áp, thiết kế nhằm phá hủy không gian kín. Theo ông Katkov, từ cuối năm 2022, phía Nga đã sử dụng đầu đạn của riêng họ với nhiều giai đoạn hiện đại hóa khác nhau. Ví dụ, vào mùa hè năm 2023, một đầu đạn phân mảnh nổ mạnh mới bắt đầu được sử dụng. Kênh Military Summary đưa tin, tuyết rơi dày, giá lạnh gần đây đã ập đến tiền tuyến, làm phức tạp đáng kể hậu cần, di chuyển và tấn công của quân đội Ukraine AFU. Trên mặt trận Kursk, quân đội Nga RFAF đã đột phá kiểm soát được Pogrebki, Nova Sorochina, cũng như Saraya Sorochina, với những trận chiến dữ dội diễn ra trên mọi hàng cây. Lực lượng Moscow mở rộng đáng kể quyền kiểm soát của họ xung quanh Kudakove và phía tây Selidove. Mặc dù AFU đã đưa quân dự bị vào tham chiến, nhưng điều này chẳng những không giúp họ ổn định tình hình mà còn tổn thất lớn hơn. Theo một số báo cáo, phần phía đông Kudakove đã thất thủ, cũng như Sonsipka ở tây bắc thành phố. Trên mặt trận chính trị, phương Tây vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhất về mặt chi phí để chấm dứt chiến tranh. AVFONKOTI xác nhận tình hình bi đát của lực lượng Kiev. RAF đã kẹp chặt Kudakov trong thùng hai bên sườn, các cánh quân Bắc Nam của họ chỉ còn chưa đầy 17 km nữa là bắt tay nhau, hoàn thành vòng vây, khép túi xung quanh thành phố. Mọi tuyến tiếp vận của AFU đều đang bị pháo binh Nga khống chế từ sườn phía Bắc và phía Nam, tầm bao phủ của hầu hết các loại pháo là 20 tới 30 km. Ngoài ra, hầu hết trong số 17 km này đều nằm trong khu vực tấn công của máy bay không người lái. Ở phía đông Kudakove, lực lượng Moscow tiếp tục áp sát với sự yểm trợ của xe bọc thép tiến về Dongaya. Từ Pobeda đến Konstantinovka, họ tiến theo một đoạn rộng tới 3,8 km và ở độ sâu tới 1,5 km. Phía đông Bogoyablenka, quân đội Nga phát triển dọc theo khe núi và vành đai rừng trên diện tích rộng tới 3,6 km và sâu 1,6 km. Các cuộc đụng độ tiếp tục xảy ra ở vùng ngoại ô phía nam Lesnaya Dacha phía tây Sakyos-Koye, phía tây và tây bắc Yasnaya Poliana và trong khu vực Maximoka, cường độ giao tranh vẫn còn cao. Xung quanh Maximoka, EDFAF tiến vào một khu vực rộng tới 4,3 km và sâu 1,8 km. Theo kênh Tiba, trên mặt trận Kursk, sau một thời gian tạm lắng, quân đội Nga đã tiếp tục cuộc tấn công tại quận Suza, dần dần mở rộng khu vực kiểm soát của họ, cố gắng cắt đứt điểm nhô ra gần sông Malea Lopnia. Giai đoạn 3 phản công đã chính thức bắt đầu, Nga tiến hành cất vó. Trong khi đó tại quận Kodereevo, như trước đây có các cuộc đụng độ ở khu vực Sliak và Novoy Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số cuộc tấn công của AFU bị đẩy lùi tại đây, bằng chứng đầu tiên xác nhận sự tiến quân của EDF AF bắt đầu xuất hiện từ quận Suzha đoạn phim về một cuộc tấn công của nhóm thiết giáp di chuyển dọc theo Olopka về phía nam Pobrevki đã được công bố. Có lẽ các sự kiện diễn ra cùng lúc với các báo cáo về lực lượng Moscow tiến vào Saraya, Sorachina. Hiện tại, một cuộc tiến công ít nhất vài km về phía nam đã được ghi nhận. Trên thực tế, tại thời điểm này, kế hoạch của RFAF nhằm bao vây đối phương ở phía tây sông Malaya-Loknia trong vành đai rừng gần Kruplenoje đang được triển khai. Nếu cố gắng củng cố ở Viktorovka, nhóm AFU phòng thủ sẽ bị mắc kẹt trong một cái túi. Tại khu vực Dmitry Ukov có báo cáo về việc lực lượng Kiev sử dụng xe bọc thép giả, chẳng hạn như BMP. Một trong số chúng đã bị phá hủy bởi UAV điều khiển bằng sợi quang, cho phép xác định hàng giả nhờ chất lượng camera. Ngoài ra, UAV Nga đã tấn công các vị trí của AFU ở Dardino. Avi Vuenkoti cho biết thêm, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công dữ dội, đồng thời từ năm hướng, cố gắng đánh bật đối phương ra khỏi vùng Kursk. Những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra tại các khu định cư Dadeino, Grinsliak, Leonidovo, Nikolaevo Dadeino và Plekovo. Thủy quân lục chiến, lực lượng đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới Nga tiếp tục tấn công, đánh bật lực lượng Kiev khỏi các vị trí của họ. Nhờ hiệp đồng tác chiến hiệu quả trong ngày qua, RFAF đã chiếm được Pogrebki, Nova Sorochina và Saraya Sorochina. Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục điều động viện binh. Trước đó, họ đã tăng số lượng phi đội tấn công bằng UAV để cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương. Trong 24 giờ qua, AFU đã thực hiện 7 đợt phản công theo hướng Dariino, Greenway, Novoya, Sorochina và Nikolaevo Dariino. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận, tuy nhiên những nỗ lực của lực lượng Kiev không những thất bại mà còn phải hứng chịu tổn thất lớn với hơn 300 quân nhân cùng nhiều vũ khí bị phá hủy hoặc hư hỏng. Kênh Tiba đưa tin các trận chiến ở hướng Liman vẫn tiếp diễn không ngừng. Những cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra ở khu vực Pesochapneve và trên đoạn Tenovo, Yapolipka, nơi có đầu cầu cuối cùng của AFU ở bờ trái sông Zedebes, các báo cáo về cuộc tiến công của lực lượng Moscow về phía tây Artemivka xuất hiện vào giữa tháng 10. Một lá cờ Nga được phát hiện trên một tòa tháp ở Pesochabneve nhưng không thể xác minh được chiến tuyến vào thời điểm đó. Vào ngày 6 tháng 11, các nguồn tin Ukraine đã xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow ít nhất là ở vùng ngoại ô phía tây ngôi làng. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Pesochabneve. Các nhóm xung kích của EDF-AF có khả năng đã xâm nhập sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương và giành các vị trí ở trung tâm ngôi làng. Một số thường dân vẫn ở lại sau khi trốn tránh lệnh di tản cưỡng bức. Về phía nam Pesochapneve, quân đội Nga đang tiến vào đầu cầu Tenovel-Toske, một điểm quan trọng của tuyến phòng thủ bên cánh trái theo hướng Sivers. Sau khi hạ gục Novosadove, họ đã đánh bại đối phương khỏi phần phía bắc Tenove trong những trận chiến ác liệt. Địa hình và sự tan phá dường như có lợi cho AFU đang phòng thủ, pháo binh và các cuộc không kích được Nga sử dụng để phá vỡ các phòng tuyến đối phương. Hướng thứ hai, nhắm vào ngã ba giữa Jampolipka và Toske, nơi có thể chia cắt đầu cầu AFU. Cảnh quay cho thấy một nhóm thiết giáp Nga đầu bộ vào khu vực này. Trong khu rừng Serebryanskoye, cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn với nhiều thành công khác nhau. AFU gần đây đã sơ tán những người bị thương, mô tả hoạt động này là rủi ro do gần các vị trí của Nga. Nhìn chung, cuộc giao tranh theo hướng Liman mang tính cục bộ hơn với lực lượng chính của cả hai bên tập trung ở những nơi khác. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 9 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày thứ Bảy, 153 cuộc đụng độ đã xảy ra, đối phương hoạt động tích cực nhất ở hướng Pokrovs và Kudakove, trong khi ở khu vực Kursk, edf đã thực hiện 18 lần tiến công các đơn vị Kiev. Báo cáo có đoạn, đối phương thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa, 56 cuộc không kích, ném 77 quả bom KAB và sử dụng 675 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện hơn 3.900 cuộc tập kích bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản là chặn đứng các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Kramatorsk, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Tại khu vực Kursk, binh sĩ Ukraine đang chấn giữ phòng tuyến. Nga đang tấn công mạnh vào vị trí AFU theo hướng Pokrovsk với 36 lần xung phong. Theo ước tính sơ bộ, Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 390 binh sĩ Nga và phá hủy làm hư hại nhiều vũ khí trang bị của đối phương. Hướng Kudakov cũng nóng bỏng với 40 trận giao tranh, báo cáo viết. Không quân Ukraine xác nhận, kể từ chiều ngày thứ Bảy, Moscow đã phóng hàng loạt UAV vào Ukraine từ phía Bắc và sau đó là từ phía Nam. Vào lúc 13 giờ 25 phút, mối đe dọa tấn công bằng UAV đã được công bố tại tỉnh Sumy. Sau đó, từ 14 giờ 20 phút đến 23 giờ 54 phút, nhiều nhóm UAV Nga xuất hiện ở Sumy, Chernihiv, Poltava, Kiev, Zhytomyr, Rivne, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson, Nikolaev, Dnipro, Cherkasy, Kremenchuk, Vinnytsia, Odessa. Sau nửa đêm, UAV Nga tiếp tục hoạt động trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Sau cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu, trên trang Facebook cá nhân, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky tuyên bố rằng tình hình ở mặt trận có xu hướng leo thang ông nói khi bắt đầu cuộc thảo luận tôi đã thông báo với đồng nghiệp người mỹ về tiền tuyến tình hình vẫn còn khó khăn và có xu hướng leo thang đối phương sử dụng lợi thế về quân số tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công và tập trung nỗ lực chính vào các hướng pokrov và kudakove có nhiều thông tin về việc chuẩn bị cho quân nhân triều tiên tham gia các hoạt động chiến đấu bên phía quân đội nga Tướng Zizky đưa tin rằng trong cuộc điện đàm, phía Mỹ đã xác nhận việc tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ cam kết cung cấp cho lực lượng phòng vệ Ukraine, số lượng vũ khí và thiết bị quân sự đã được công bố. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 9 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky khiển trách các đối tác của mình vì đã không cung cấp đủ số lượng hệ thống phòng không cho Kiev, trong khi họ chỉ đơn giản là đứng im. Ông nói thật không may, tuần này Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Kharkov, vùng Donetsk, Sumy, Odessa, Zaporizhia. Trên thực tế, các cuộc tấn công bằng UAV cũng như các cuộc tấn công tên lửa diễn ra hàng ngày và mọi cuộc họp, mọi cuộc đàm phán với các đối tác có các hệ thống phòng không phù hợp luôn là chủ đề bàn luận về việc tăng cường bảo vệ Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine phàn ở châu Âu, trên lục địa này vẫn có đủ hệ thống phòng không có thể cung cấp cho Ukraine sự bảo vệ thực sự đáng tin cậy. Và điều này không thể hiểu được khi lực lượng phòng không chỉ đơn giản là nhàn rỗi. Mỗi hệ thống có thể cứu được hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn sinh mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục các đối tác của mình. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho biết thêm rằng năm nay Ukraine đã sản xuất hàng trăm quả tên lửa đầu tiên và sẽ tăng sản lượng. Ông nói, năm nay chúng tôi đã có thể đạt được những kết quả đáng kể trong một số khu vực. Điều này bao gồm pháo binh, pháo và đạn pháo, máy bay không người lái, nhiều loại, cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, không chỉ giúp mặt trận bảo vệ các vị trí và loại bỏ đối phương mà còn tấn công Nga ở độ sâu lớn hơn bao giờ hết. Ông hé lộ, chúng tôi đã vượt mốc sản xuất hàng trăm tên lửa đầu tiên trong năm nay, không có chi tiết ở đây, nhưng tôi muốn cảm ơn những người tham gia vào quá trình sản xuất. Ông nhấn mạnh việc sản xuất vũ khí đặc biệt ở Ukraine, đây sẽ là điều không ngừng củng cố sức mạnh của chúng tôi. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 9 tháng 11, quân đội Nga đã đẩy lùi 7 đợt phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương ở các hướng khác nhau thuộc vùng Kursk. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, tiêu diệt quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ không quân và hỏa lực pháo binh Nga trong vòng 24 giờ qua tấn công nhiều điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tại các khu vực định cư Alexandria, Viktorovka, Guevo, Darino, Liak, Kolmakov, Kruplenkoe, Leonidovo, Martinovka, Magnovka, Mini, Nikolaevo, Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Plekovo, Sverlykovo và Suza. Phi hành đoàn trực thăng Ka-52M thuộc nhóm chiến đấu hỗn hợp Nga đã tiêu diệt nhân lực và xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng sau cuộc tấn công, phi đội Ka-52M đã bắn ra các bẫy nhiệt ngăn chặn tên lửa pan của đối phương phản công. Trong ngày qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk đã lên tới hơn 300 quân nhân, hai phương tiện chiến đấu bộ binh, một phương tiện chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu súng cối, hai trạm tác chiến điện tử và 4 phương tiện cơ giới đã bị phá hủy. Theo thống kê từ phía Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk, Ukraine đã tổn thất hơn 30.800 quân nhân, 189 xe tăng, 123 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.095 xe chiến đấu bọc thép, 833 xe cơ giới, 262 khẩu pháo. Trong khi đó, kênh Telegram Two Majors đưa tin quân đội Nga và lực lượng Ukraine đã tham gia vào các cuộc giao tranh dữ dội ở vùng Kursk. Cả hai bên đều tích cực sử dụng thiết bị và vũ khí để hỗ trợ cho các vị trí của mình quân đội ukraine đã triển khai xe tăng trong các cuộc phản công cố gắng ngăn chặn sự tiến quân của các đơn vị nga thành công của lực lượng vũ trang nga được ghi nhận ở một số khu vực bao gồm các khu định cư là pogrebky và saraya sorochina theo kênh Measures, phía ukraine thừa nhận sự tiến quân của quân đội nga ở một số vị trí điều này khẳng định tình hình khó khăn của lực lượng vũ trang ukraine theo hướng này nhóm chiến đấu phía bắc của lực lượng vũ trang nga đồng thời đã tấn công lực lượng ukraine ở khu vực các khu định cư Novovanovka và Dariino với sự hỗ trợ bởi hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng TOS để đáp trả ukraine đang đưa lực lượng dự bị vào trận chiến và tích cực phản công nhưng đều không thành công tình hình tại Kursk vẫn căng thẳng với tần suất giao tranh cao và cả hai bên đều liên tục nỗ lực củng cố vị trí của mình thông tin từ báo Tiền Phong, Mỹ đang chuẩn bị gửi cho Ukraine hơn 500 tên lửa đánh chặn. Những tên lửa này dành cho hệ thống phòng không Patriot và NASAMS. Theo World Trade Center, WSG dẫn lời một quan chức của Lầu Năm Góc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu cung cấp nhiều gói viện trợ quân sự cho Ukraine trước tháng 1 năm 2025 để củng cố vị thế đàm phán và tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trước những cuộc tấn công của Nga. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch chuyển số viện trợ còn lại cho Ukraine vào tháng 4 năm 2025. Theo WSG, để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng của Nga, Lầu Nam Góc đang chuẩn bị gửi tới Ukraine hơn 500 tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS. Gói viện trợ này dự kiến sẽ đến Kiev trong những tuần tới, sẽ đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine đến cuối năm nay. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine thường mất nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn như mua lại vũ khí từ các quốc gia khác để cung cấp cho Ukraine. Trước đó vào thứ Sáu ngày 8 tháng 11, Lầu Năm Góc đã cấp phép cho các nhà thầu Mỹ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay F-16 cùng các hệ thống phòng không khác mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố, việc đảm bảo các hệ thống vũ khí này vẫn có khả năng thực hiện nhiệm vụ là rất quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Hôm thứ Năm ngày 7 tháng 11, Politico đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sử dụng nốt số tiền còn lại được phân bổ để viện trợ Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, ngày 30 tháng 9, chính quyền Mỹ đã giữ lại hơn 6 tỷ đô la Mỹ được phân bổ để viện trợ quân sự cho Ukraine. Washington hiện có 4,3 tỷ đô la để cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Mỹ và 2,1 tỷ đô la để mua vũ khí theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ. Theo Politico, Nhà Trắng đang nỗ lực triển khai các khoản tiền này nhanh nhất có thể để đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí, chống lại những cuộc tấn công của Nga, ngay cả khi ông Trump từ chối tiếp tục gửi viện trợ. Trang tin quân sự Avia Pro vào ngày 9 tháng 11 dẫn thông tin từ kênh Telegram to cho biết các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk của Nga. Theo kênh to quân đội Nga và quân đội Ukraine đã tham gia vào các cuộc phản công dữ dội, trong đó cả hai bên đều tích cực sử dụng thiết bị và vũ khí để củng cố các vị trí của mình. Quân đội Ukraine đã triển khai xe tăng trong các cuộc phản công, cố gắng ngăn chặn sự tiến công của các đơn vị Nga lực lượng vũ trang Nga đã đạt được bước tiến ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư là Pogrebki và Saraya Sorochina. Theo kênh này, phía Ukraine thừa nhận sự tiến công của quân đội Nga ở một số vị trí. Điều này khẳng định tình hình khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng này. Nhóm lực lượng tác chiến phía Bắc thuộc lực lượng vũ trang Nga báo cáo các cuộc tấn công ở các khu định cư Novoi Vanovka và Dadino đang diễn ra với sự hỗ trợ của các hệ thống pháo và súng phun lửa hạng nặng để đáp trả quân đội Ukraine đang đưa lực lượng dự bị vào trận chiến và tích cực phản công. Ít nhất, 5 nỗ lực đột phá vào khu định cư Malaya Lopnia với sự tham gia của 50 quân nhân và xe bọc thép chiến đấu đã được ghi nhận. Tuy nhiên, theo kênh này, tất cả các cuộc phản công đều không thành công. Tình hình trên tiền tuyến vẫn căng thẳng với tỷ lệ giao tranh cao và cả hai bên liên tục cố gắng củng cố vị trí của mình. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 11 xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân tại Kursk trong 24 giờ. Ngoài ra, Ukraine cũng mất hai xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, 6 súng cối, hai hệ thống tác chiến điện tử. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 30.800 quân, 189 xe tăng, 123 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.095 xe chiến đấu bọc thép, 833 xe cơ giới và 262 hệ thống pháo. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Kursk, khu vực giáp biên giới với Ukraine, vào ngày 6 tháng 8. Chiến dịch được tiến hành ngay cả khi Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và nguồn cung vũ khí. Kiev cho biết cuộc tấn công nhằm buộc Moscow phải chuyển nguồn lực quân sự từ miền đông Ukraine về nước và giúp Kiev nâng vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai với Moscow. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó. Sau đà tiến công nhanh chóng ban đầu và kiểm soát gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kurs, lực lượng Ukraine bị cho là hứng chịu tổn thất lớn và đang bị đẩy lùi về phía biên giới trong bối cảnh Nga phản công. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kurs mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alodinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya vào ngày 6 tháng 11 tiết lộ Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shisky đang chuẩn bị rút quân khỏi Kursk sau 4 tháng kiểm soát một phần lãnh thổ ở đây. Kênh Military Summary đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng quân đội Nga EDFAF đã triển khai thêm 100.000 binh sĩ ra mặt trận cho cuộc tấn công mùa đông. Với tình hình hiện tại, điều này có thể cho phép lực lượng Moscow mở thêm các chiến dịch tấn công mới ở nhiều khu vực mới. Giai đoạn 3 của cuộc phản công ở Kursk vẫn tiếp tục. EDF-AF nói rằng họ đã chiếm lại được ba ngôi làng – mặt trận Zaporizhia vốn tương đối yên tĩnh, bỗng âm âm chuyển động khi Nga đẩy mạnh tiến công về phía thành phố Odekov từ bàn đạp Rabotino mà họ mới chiếm lại được cách đây vài tháng. Về phía Nam Donetsk, lực lượng Moscow cũng đã chiếm được địa hình xa hơn. Tại đây, các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine AFU dọc theo đường cao tốc H-15 đang sụp đổ. Các tuyến phòng thủ theo hướng Kudakove cũng vậy. Những trận chiến đầu tiên thậm chí còn được cho là diễn ra ở ngay trong nội đô Kudakove. Kênh Tidovka cho biết thủy quân lục chiến Nga đã khiến lực lượng Kiev bất ngờ bằng cuộc tấn công mới ở khu vực Kursk. Một loạt cuộc đối đầu mới rất khốc liệt giữa hai bên đã bắt đầu ở khu vực Kursk. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 Nga bằng hành động khôn ngoan và sự kiên nhẫn, sau khi chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất, họ đã đột phá vào nơi mà đối phương không ngờ tới, khiến lực lượng Kiev bị đánh bật khỏi một số khu định cư cùng lúc. Trong một bài bình luận cho báo Gazeta, phóng viên chiến trường Khairulin cho rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zizky sẽ không thể rút quân khỏi lãnh thổ khu vực Kurs, ngay cả khi ông ấy muốn. Vì vậy, chuyên gia Khairulin đưa ra nhận định, nói trên dựa vào tuyên bố của Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla rằng tướng Zizky có kế hoạch hoàn thành chiến dịch xâm nhập vùng Kurs trên lãnh thổ Nga nghị sĩ đã đưa ra kết luận tương ứng sau khi phân tích các bài đăng của Sisky trên mạng xã hội. Đồng thời, bà hướng sự chú ý đến thực tế là trong các tin tức không đề cập đến việc lực lượng Kiev liên tục để mất lãnh thổ ở khu vực Kharkov và vùng Donbass, đặc biệt là tại Donetsk. Đồng thời, chuyên gia Khairulin xem xét lý do giải thích cho những thông tin về kế hoạch rời khỏi khu vực Kursk của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine họ cần phải biện minh cho mình nên họ muốn lợi dụng thực tế. Họ nói ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ nên chúng tôi rút quân, chứ không phải vì chúng tôi thua, nhà báo giải thích. Ông lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị kẹt trong vòng vây ở Kursk. Theo phóng viên chiến trường này, lực lượng Kiev gặp khó khăn trong các khu vực là Kuchatov và Suza. Con đường mà dọc theo đó, AFU có thể rời khỏi vùng Kurs, đang bị ép chặt từ cả hai phía. Vì điều này, họ không thể rời khỏi khu vực chiến đấu. Chuyên gia quân sự nói thêm rằng lực lượng Moscow đã hình thành một vòng vây đối với AFU gần sút ra. Phóng viên chiến trường kết luận, Kiev khó rút nhóm này do thiếu nguồn cung cấp vì binh sĩ của họ thậm chí sẽ không có cách nào bán trả. ETF-AF có thể bắt đối phương bằng tay không. Kênh t xác nhận Nga đã chính thức phát động giai đoạn 3 của cuộc phản công tại mặt trận Kurs bằng những đòn đột kích dữ dội trên nhiều hướng cùng lúc, đặc biệt là tại quận Kodenevo. Tại quận Kodenevo, lực lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến cục bộ ở phía nam Zelenysliak và Novoivanovka trong đó Novo Ivanovka là một trung tâm giao thông quan trọng, từ đó EDFAF có cơ hội phát triển một cuộc tấn công về phía Malaya Lopnia để hỗ trợ cho một mũi đột kích có thể xảy ra từ phía Bắc. Nga đang sử dụng UAV và pháo binh để đánh vào các khu vực tập trung binh sĩ và thiết bị của AFU. Không quân tiền tuyến cũng đang hoạt động tích cực. Trong ngày, các phi công Nga đã thực hiện một số cuộc không kích vào group Lenkoe và, Lenko -e và Leonidovka, nơi các đội hình Kiev đang ém quân theo một số báo cáo, tại quận Susa, RFAF đã tiến hành cuộc phản công dọc theo tuyến Olovka, Novaya Sorochina, Saraya Sorochina, đồng thời những báo cáo về giao tranh ác liệt đã xuất hiện trên các nguồn tin ủng hộ Kiev. Thông tin về các cuộc tấn công được xác nhận cho thấy một nỗ lực của lực lượng Moscow nhằm tạo thành một vòng vây xung quanh các đơn vị Ukraine đang chấn giữ vùng lân cận Kruplenkoe. Trong khu vực Martinivka, các cuộc động độ cục bộ đã được ghi nhận, không quân chiến thuật Nga đã ném bom các vị trí AFU ở khu vực này và gần Malaya-Loknya, một khẩu pháo tự hành AFU-2S22 Bokdan đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của UAV Lancet. Tại vùng Sumy, vào ban đêm, lực lượng Moscow đã tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương ở trung tâm khu vực bằng tên lửa đạn đạo với các báo cáo về tình trạng mất điện trong thành phố, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công có thể là trạm biến áp Thông tin từ Tiền Phong, ngoài việc tăng mạnh số lượng các cuộc không kích, Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái mồi nhử để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Nga liên tục thực hiện những đợt tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa UAV vào nhiều thành phố của Ukraine trong thời điểm quân đội nước này tiến về phía đông Ngoài việc gia tăng các cuộc không kích, Moscow đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái mồi nhử, không có đầu đạn để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ihanat cho biết UAV mồi nhử mang theo một hình cầu in 3D được bọc trong giấy bạc để mô phỏng đầu đạn của loại UAV Sahit-136. Theo ông Yuri Ihanat, những máy bay không người lái rẻ tiền này gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Ông nói thêm rằng máy bay không người lái mồi nhử chiếm tới một nửa số máy bay không người lái mà Nga phóng vào Ukraine. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã tăng gấp 10 lần các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hoạt động này vẫn đang tiếp diễn và số lượng các cuộc tấn công gia tăng hàng tháng. Theo CNN, động thái này báo hiệu sự thay đổi trong chiến thuật của Nga sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, người được cho là sẽ dừng sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev. Mặt khác, ở tên tuyến phía đông, Ukraine đang chịu áp lực dữ dội. Tổng tư lệnh quân đội nước này cảnh báo Kiev đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xảy ra xung đột. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan tình báo quốc phòng Anh hôm 8 tháng 11 cho biết Nga đã phóng khoảng 2.000 UAV để tấn công các khu vực của Ukraine trong tháng 10 năm 2024, nhiều hơn khoảng 700 chiếc so với tháng 9. Tình báo anh chỉ ra rằng Nga liên tục đầu tư vào sản xuất máy bay không người lái, đa dạng hóa nguồn cung ứng và mở rộng địa điểm phóng đã dẫn đến sự gia tăng đều đặn các lần phóng máy bay không người lái kể từ giữa năm 2024. Cơ quan này lưu ý, giống như những tuần gần đây, cường độ phóng UAV của Nga vẫn ở mức cao trong tuần đầu tiên của tháng 11. Trước đó, không quân Ukraine báo cáo các đơn vị phòng không đã bắn hạ 62 trong số 92 máy bay không người lái mà Nga sử dụng để tấn công các khu vực của Ukraine trong đêm ngày 7, sáng ngày 8 tháng 11. Kênh Tiba đưa tin Kiev tập kích nhà máy lọc dầu ở Saratov bằng UAV. Để đáp trả, Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở các khu vực Sumy, Odessa, Khmelnytsky và Kiev. Theo hướng Donetsk, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía tây nam Maximilianovka hướng tới Kudakove. Ở nam Donetsk, họ cũng đang tấn công về phía tây Chudove và tiến qua các hàng cây ở phía đông Bohoyablenka. Thông tin từ Vietnamnet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Moscow tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong tuần qua đã kiểm soát thêm một khu định cư ở tỉnh Kharkiv và năm ngôi làng ở Donetsk từ tay đối phương. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây đã giành được làng petro Chanevoye ở tỉnh Kharkiv, trong khi đó ở tỉnh Donetsk, hai cụm quân phía Nam và trung tâm lần lượt kiểm soát các làng Kudakivka Visne và Kremenaya Banka. Riêng với cụm quân Vostok, đơn vị này đã giành được cả làng Maximovka. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về nội dung bản thông báo trên. Một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kayib Independent hôm 8 tháng 11 rằng các máy bay không người lái UAV cảm tử của họ trong cuộc tập kích thành phố Saratov của Nga đêm ngày 7 tháng 11 đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại đó. Trong đoạn video được kênh Telegram Atcha của Nga chia sẻ, có thể thấy vụ tập kích UAV đã tạo ra đám cháy lớn sáng rực một góc trời, thành phố Saratov. Hãng tin TASS của Nga sau đó xác nhận các cơ quan chức năng thành phố Saratov đã phát hiện nhiều mảnh vỡ UAV rơi trong khu công nghiệp nằm ở quận Zavosky. Được biết, vụ tập kích UAV đêm ngày 7 tháng 11 cũng khiến một số công trình dân sự bị hư hại. Thông tin từ VOV, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết pháo binh của nhóm tác chiến miền Tây của Nga đã hủy diệt hệ thống pháo phản lực phóng loạt Onka của Ukraine tại khu vực mà phía Nga gọi là Cộng hòa Nhân dân Lugansk nằm trong vùng Donbass. Nga cũng đánh thiệt hại một số lữ đoàn của đối phương. Theo bộ này, một đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến miền Tây Nga đã phát hiện một bệ phóng pháo giàn Onka của Ukraine thông qua UAV. Sau khi phân tích thông tin tình báo có được, nhóm tác chiến này quyết định tiêu diệt mục tiêu trên. Sau đó, Tập đoàn Quân binh chủng Hợp thành số 25 của Nga đã tập kích chính xác bằng pháo và hệ thống bệ phóng trên của Ukraine. Video theo thời gian thực đã xác nhận vụ tấn công này. Trong khi đó, phát ngôn viên của nhóm tác chiến miền Trung Nga thông báo họ đã gây tổn thất cho các đơn vị thuộc năm lữ đoàn Ukraine trong 24 giờ vừa qua. Cụ thể, phát ngôn viên Alexander Sapchuk nói, nhóm tác chiến miền Trung tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương, gây thiệt hại cho đội hình của các lữ đoàn Ukraine, gồm lữ đoàn cơ giới số 23, lữ đoàn bộ binh số 59, lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 109 và 123 thuộc quân đội Ukraine, lữ đoàn 12 của vệ binh quốc gia Ukraine gần Dzerzins, Sukhaya Banka, Vodvizenka, Novosenka và Ilinka. Sáp Trúc cho biết thêm họ đã đẩy lùi 10 cuộc phản kích của các nhóm. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 8 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kudakove và Pokrovs vẫn là những mặt trận khó khăn nhất. Ông nói, hôm nay có báo cáo của Tổng tư lệnh Kudakove Pokrovs, khó khăn nhất hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự, Chỉ huy các lữ đoàn đang nỗ lực củng cố vị trí. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng công bố gói hỗ trợ mùa đông cho người Ukraine. Chính phủ đang chuẩn bị các quyết định khác, đặc biệt là về gói hỗ trợ mùa đông cho người Ukraine, sẽ được triển khai trong tháng này. Chính phủ phải hỗ trợ những người làm việc ở Ukraine và tất nhiên là cho Ukraine. Ông không tiết lộ chi tiết về khoản hỗ trợ, nhưng cho biết ông cũng chỉ đạo chính phủ thanh toán bổ sung cố định cho tất cả nhân viên giảng dạy của trường. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ triển khai một chương trình mới từ ngày 1 tháng 12, cung cấp hỗ trợ với số tiền là 1.000 UAH, tương đương với 24,2 đô la Mỹ cho mỗi người Ukraine. Dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ giấu tên Reuters và CNN đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép triển khai các nhà thầu quân sự Mỹ tới Ukraine để bảo trì và sửa chữa các thiết bị cung cấp cho lực lượng Kiev. Quyết định của nhà trắng được đưa ra vào đầu tháng 11 sẽ cho phép lầu năm góc trao hợp đồng cho các công ty Mỹ làm việc tại Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Reuters lưu ý, chính quyền tổng thống Biden hy vọng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng. CNN làm rõ rằng các hệ thống vũ khí sẽ được các nhà thầu Mỹ bảo trì, bao gồm máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng không Patriot. Ước tính sẽ có từ vài chục đến vài trăm nhà thầu Mỹ ở Ukraine vì lý do an ninh họ sẽ bố trí ở những khu vực xa chiến tuyến hơn. Guardian đưa tin, chính phủ Ukraine tin rằng mối quan hệ của họ với chính phủ Anh đã xấu đi. Điều này xảy ra do tân thủ tướng Keir Starmer miễn cưỡng cung cấp tên lửa tầm xa Som cho Kiev. Theo báo Anh, sự thất vọng của Kiev đối với London là kết quả của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Summer và Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp vào tháng 10. Ông Zelensky sau đó đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, nhưng theo nguồn tin của Guardian ở Kiev, nó không gây ra phản ứng lớn. Phản nàn chính của Ukraine là sau khi đảng lao động lên nắm quyền, anh đã không cung cấp thêm bất kỳ tên lửa xôm xa đâu tầm xa nào. Một quan chức giấu tên của Ukraine nói với The Guardian, ông Summer không cung cấp cho chúng tôi vũ khí tầm xa. Tình hình không giống như khi ông Rishi Sunak còn làm thủ tướng, mối quan hệ đã xấu đi. Tổng thống Zelensky nêu lên những lo ngại này trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu vào ngày 7 tháng 11, nhưng Kiev cho biết cuộc gặp đã không dẫn đến bất kỳ tiến bộ nào về vấn đề cung cấp xôm xa đầu. Theo nguồn tin của The Guardian, vấn đề tên lửa chính là lý do khiến ông Summer chưa đến thăm Ukraine kể từ khi nhậm chức Thủ tướng thông tin từ báo Hà Nội mới, các blogger quân sự vào ngày 8 tháng 11 đưa tin quân đội Nga sắp kiểm soát một thị trấn lớn ở mặt trận miền đông Ukraine, từ đó tạo đà cho chiến dịch tiến về phía Tây nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Theo các blogger quân sự của cả Nga và Ukraine, lực lượng Nga đã tiến vào làng Solsipka và đang tiến từ phía Tây Bắc đến thành phố Kudakove. Chính quyền Ukraine không thừa nhận rằng ngôi làng đã rơi vào tay Nga, đồng thời lưu ý rằng giao tranh ở mặt trận phía đông diễn ra ác liệt nhất xung quanh Kudakove và Pokrovs, một trung tâm hậu cần lớn ở phía Tây Bắc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video vào ban đêm, hướng Kudakove và hướng Pokrovs là những thách thức lớn nhất hiện nay. Bộ Tư lệnh Quân đội và Bộ Tư lệnh Lữ đoàn đang nỗ lực củng cố các vị trí. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến ngôi làng này, nói rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi 18 trong số 32 cuộc tấn công của Nga gần Kudakove và 19 cuộc tấn công gần Pokrovs. lốc quân sự nổi tiếng của Ukraine Dipset cho thấy làng Sonsipka đang ở trong vùng xám với quyền kiểm soát không chắc chắn. Một sĩ quan Ukraine tự nhận là Alex cho biết quân đội Nga đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và giành được chỗ đứng trong làng. Một blogger người Nga tự nhận là Blue Ziburt, cũng đã đưa ra một báo cáo tương tự, cho biết bước tiến này cuối cùng sẽ dẫn đến việc bao vây Kudakove. Đối với Nga, việc kiểm soát Kudakove có ý nghĩa quan trọng vì đây là một thành phố lớn. Kiểm soát Kudakove cũng mở ra một số cơ hội để các lực lượng Nga di chuyển đến Pokrovsk. Nga hiện kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Trong những tuần gần đây, quân đội nước này đã liên tục thông báo, đã kiểm soát hàng loạt ngôi làng trong khi tiến về thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần và vận tải quan trọng cho các hoạt động quân sự của Ukraine ở miền đông Ukraine. Thông tin từ báo Dân Chí, theo giới phân tích quân sự, thật khó để bất kỳ một ai đó, dù có tài giỏi như thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như xung đột Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc với chiến thắng được truyền thông nước này tuyên bố là thuộc về ứng viên Donald Trump. Giờ đây, sự chú ý của dư luận đang đổ dồn vào vấn đề sự hợp tác quân sự kỹ thuật của Ukraine với chính quyền Nhà Trắng mới sẽ phát triển như thế nào và chiến thắng của ông Trump có ý nghĩa gì đối với Moscow và Kiev. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trước lễ nhậm chức chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và sẽ thực hiện điều đó chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên theo giới phân tích quân sự, thật khó để bất kỳ một ai đó dù có tài giỏi như thế nào có thể giải quyết vấn đề phức tạp như cuộc xung đột Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho đến nay, ngoài lời hứa chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi chính thức nhậm chức, đội ngũ của ông Trump vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về cách vị Tổng thống đắc cử sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Và trên thực tế, ông Trump cũng không thể làm được điều đó nếu chưa tuyên thệ nhậm chức vì cho đến trưa ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông Trump vẫn sẽ không có quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Cho đến lúc đó, ông Joe Biden vẫn là Tổng thống. Theo các nguồn tin, sau khi chính thức nhậm chức, tổng thống thứ 47 của nước Mỹ mới có thể thành lập một nhóm để giải quyết vấn đề Ukraine. Chỉ khi đó ông mới có thể bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình. Không thể có hai chính phủ ở Washington với quan điểm đối lập trực tiếp. Sau thời điểm đó thì mới có thể nói đến triển vọng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine. Về mặt giả thuyết, ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng câu hỏi đặt ra là trong điều kiện nào và ai sẽ được tuyên bố chiến thắng? ở giai đoạn này liên minh phương tây trong đó tất nhiên là có cả nước mỹ hoàn toàn không thoải mái khi kết thúc các cuộc chiến theo các điều khoản của tổng thống nga vladimir putin ví dụ như về tình trạng trung lập của kiev việc nga duy trì quyền kiểm soát đối với các khu vực mới ở ukraine và phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ukraine bởi nếu thực hiện điều này thì ít nhất cũng có nghĩa là mỹ và phương tây đã chấp nhận một thất bại chính trị trong cuộc xung đột ukraine nói cách khác mọi thứ mà mỹ và châu âu đã làm cho đến nay đều vô ích và không có tác động quân sự chính trị nào và không có lý do gì để tin rằng chính quyền mới của mỹ sẽ đi theo con đường này với bóng ma rút quân ở afghanistan điều này có thể gây tổn hại đến uy tín chính sách đối ngoại của washington nếu ông Trump thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, tất nhiên đây chỉ là một giả định. Ông phải định hình tình hình theo cách mà Nga không giành chiến thắng trong cuộc xung đột, mặc dù Moscow đã giành được quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ và Ukraine không thua, tức là họ đã bảo vệ được nền độc lập và chủ quyền của mình. Và trong vấn đề này, điều quan trọng đối với phương Tây là Kiev phải là bên đầu tiên tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột theo những điều khoản như vậy để nó không chỉ là sáng kiến của phương Tây. Và tương lai gần tới đây sẽ cho thấy liệu ông Trump có thể giải quyết những mâu thuẫn hiện tại theo cách hiệu quả như vậy hay không, do đó khiến phương Tây có vẻ như không thua, Nga không thắng và Ukraine không bị đánh bại. Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra trong vòng 24 giờ, ngay cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng tuyệt vời nhất. Điều mà tổng thống tương lai của Mỹ chắc chắn có trong kho vũ khí của mình là đòn bẩy kinh tế và sức mạnh quân sự. Chính quyền mới ở Washington có thể gây áp lực lên Moscow bằng cách tăng thêm áp lực trừng phạt và có thể đặt Kiev ép vào tình thế gần như vô vọng bằng cách giảm sự viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự. Nói cách khác, Mỹ rõ ràng có các lựa chọn, dù đây không phải là danh sách đầy đủ để tăng thêm áp lực cho các bên trong cuộc xung đột, nhưng còn câu hỏi chính đặt ra là liệu Moscow có đồng ý với những đề xuất như vậy hay không và liệu trong thời gian còn lại trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, Nga có tiếp tục chính sách sự đã rồi, tức là giành chiến thắng trực tiếp trên chiến trường để định hướng tình hình theo hướng có lợi hơn cho mình hay không. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào ngày 8 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết, tổng cộng 164 cuộc đụng độ đã xảy ra. Nga tiến hành 3 trận tập kích tên lửa và 62 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 5 tên lửa và thả 100 quả bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 453 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.500 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng Nga đã không thành công trong những nỗ lực ở Kharkov Kupians, Liman, Sivers, Gramatos, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Kể từ đầu ngày hôm nay, theo hướng Pokrovsk, RFAF đã 34 lần cố gắng chọc thùng hàng phòng ngự của chúng tôi, trong khi ở Kurakove họ xung phong 40 lần. Không quân Ukraine cho biết Moscow đã triển khai UAV tấn công Ukraine vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 11 Lúc 21 giờ 18 phút, có thông tin một chiếc UAV bay về phía bắc vùng Sumy theo hướng nam, báo động phòng không đã được kích hoạt. Từ 21 giờ 29 phút đến 23 giờ 34 phút, hàng loạt UAV Nga hoạt động ở Sumy, Chernihiv, Poltava, Kharkov, Kherson, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Kirovograd, Odessa. Sau nửa đêm cho tới tận 4 giờ 29 phút ngày 9 tháng 11, báo động phòng không vẫn được duy trì trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Kênh Dipset ghi nhận những tiến bộ mới của EDFAF ở mặt trận phía đông. Dạng sáng nay ngày 9 tháng 11, các nhà phân tích đã báo cáo về sự tiến công của Nga gần 7 khu định cư thuộc vùng Donetsk và Luhansk. Báo cáo có đoạn đối phương tiến gần Maximovka, Miasozadovka, Danne, Selidove, Petrovka, Chaplenka và Pobeda Dipset báo cáo rằng vào tháng 10, lực lượng Moscow đã chiếm khoảng 490 km vuông lãnh thổ Ukraine và đây là con số lớn nhất tính đến thời điểm này trong năm và trong suốt thời gian Nga phản công diễn ra từ tháng 10 năm 2023, ngoại trừ những tháng đầu tiên khi chiến sự bùng nổ. Ngày 1 tháng 11, tình báo Estonia cho biết trong tuần qua, EDFAF đã kiểm soát thêm được khoảng 150 km vuông lãnh thổ ở khu vực Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Moscow gần đây đã tăng số lượng trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và quân số lên gần 100.000 người. Chiều dài của chiến tuyến cũng tăng lên 1.300 km. Đại diện của Bộ Tổng tham mưu Dmitry Lykoviv giải thích trên đường tiếp xúc chiến đấu, quân đội Nga có lợi thế đáng kể, có khi gấp 5 lần. Báo dân Việt đưa tin, Oleksandr Zizky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine AFU, muốn rút quân khỏi khu vực Kursk của Nga nhưng không thể thực hiện được. Phóng viên quân sự Marat Khairulin tin như vậy. Ngoài ra, AFU còn che đậy mong muốn rút lui khỏi khu vực Kursk bằng chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mặc dù trên thực tế quân đội Ukraine buộc phải rút lui vì họ đang thua cuộc, Marat Khairulin lưu ý. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine đã thấy mình trong tình hình cực kỳ tồi tệ ở khu vực Kursk của Nga. Về vấn đề này, họ đang tìm kiếm ít nhất một số lý do chính đáng để rời đi, Khairulin nói. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Ukraine Mariana Bezula, còn được gọi là Mariana Bezuglaya, đã nói trên kênh Telegram của mình rằng Tổng tư lệnh Sisky đang chuẩn bị rút quân khỏi khu vực Kursk. Theo bà, ông Sisky đã giữ im lặng về những tổn thất về lãnh thổ của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR và khu vực Kharkov trong suốt chiến dịch. Vào cuối tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đã mất 26.000 người trên hướng Kurs trong vòng một tháng. Ukraine cũng mất khoảng 19.000 thiết bị theo hướng giao tranh Kurs, nhiều hơn gần 1.000 thiết bị so với cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè năm 2023. Ông Putin cũng cho biết 10.000 binh lính Ukraine đã bị chặn ở khu vực hồ chứa nước tại vùng Kurs. Tại sao họ lại ngồi đó chịu những tổn thất như vậy? Bởi vì họ được lệnh từ nước ngoài bằng mọi giá, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử ở Mỹ, ông Putin nói. Thông tin từ Vietnamnet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Moscow tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong tuần qua đã kiểm soát thêm một khu định cư ở tỉnh Kharkiv và năm ngôi làng ở Donetsk từ tay đối phương. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây đã giành được làng petro ở tỉnh Kharkiv. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk, hai cụm quân phía Nam và trung tâm lần lượt kiểm soát các làng Kudakivka Visne và Kremenaya Banka. Riêng với cụm quân Vostok, đơn vị này đã giành được cả làng Maximovka. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về nội dung bản thông báo trên. Một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kyiv Independent hôm 8 tháng 11 rằng các máy bay không người lái UAV cảm tử của họ trong cuộc tập kích thành phố Saratov của Nga đêm ngày 7 tháng 11 đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại đó. Trong đoạn video được kênh Telegram Astra của Nga chia sẻ, có thể thấy vụ tập kích UAV đã tạo ra đám cháy lớn sáng rực một góc trời, thành phố Saratov. Hãng tin TASS của Nga sau đó xác nhận các cơ quan chức năng thành phố Saratov đã phát hiện nhiều mảnh vỡ UAV rơi trong khu công nghiệp nằm ở quận Zavosky. Được biết, vụ tập kích UAV đêm ngày 7 tháng 11 cũng khiến một số công trình dân sự bị hư hại. Thông tin từ tiền phong, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công kết hợp bằng 5 tên lửa và 92 máy bay không người lái UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm ngày 7 sáng ngày 8 tháng 11. Không quân Ukraine cho biết, trong đêm ngày 7 sáng ngày 8 tháng 11, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ Rostov, 4 tên lửa dẫn đường Kh-59 trên 69 từ Ben và 92 UAV từ Kursk, Primozko, Aktas, Orion và krim Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng bom dẫn đường vào Kharkiv và Sumy. Tính đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 11, 4 tên lửa KH-59 trên 69 và 62 trong số 92 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn rơi ở Odessa, Mykolaiv, Kiev, Sumy, Kharkiv, Poltava, Kirovohodat, Zhytomyr, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Khmelnytsky và Ivano-Frankivsk. Những tuần gần đây, quân đội Nga đang tích cực triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, bom dẫn đường trên không và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Đáng chú ý, trong khi tần suất và số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tăng lên thì số tên lửa mà Nga phóng lại giảm. Tuy nhiên, trong đêm ngày 7 và sáng ngày 8 tháng 11, Nga đã tăng số lượng tên lửa phóng lên đến 5 tên lửa. Điều này cho thấy Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới. Trước đó, chuyên gia quân sự Alexander Musenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý quân sự, trụ sở tại Kiev hôm 5 tháng 11 cho biết Nga tạm dừng các cuộc tấn công tên lửa là vì Moscow đang tích trữ tên lửa để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai. Theo báo Dân Chí, trong vòng 74 ngày tới, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ rời nhiệm sở mà chưa có kế hoạch cụ thể nào về những bước đi tiếp theo trong những giờ đầu tiên sau khi bà Harris bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vào Nhà Trắng với cựu Tổng thống Donald Trump, các bạn bè trợ lý và đồng minh chính trị của bà Harris đã nói rằng hiện còn quá sớm để xem xét, chứ chưa nói đến việc lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, họ nói rằng bà Harris, 60 tuổi, sẽ có rất nhiều lựa chọn sau khi rời nhiệm sở không có lý do gì để tin rằng Đảng Dân Chủ sẵn sàng đề cử bà Harris làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào năm 2028, đặc biệt là khi ông Trump dễ dàng giành được phiếu đại cử tri. Bà Harris nhận được đề cử trong cuộc bầu cử năm 2024 một phần vì Tổng thống Joe Biden đã bỏ cuộc đua và Đảng Dân Chủ không có đủ thời gian để tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ đúng nghĩa. Tuy nhiên, 4 năm là một khoảng thời gian dài trong chính trị, bà Harris có thể tiếp cận mạng lưới các nhà tài trợ lớn nhất của đảng và có thể trông cậy vào sự hối hận của các cử tri trên toàn quốc nếu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump hỗn loạn như bà dự đoán. California sẽ có một ghế trống cho chức thống đốc vào năm 2026. Tuy nhiên, bà Harris nhiều khả năng không muốn vận động tranh cử với những thành viên khác của đảng Dân Chủ. Nhưng nếu làm như vậy, bà Harris sẽ không phải là phó tổng thống đầu tiên tranh cử thống đốc California sau khi thua trong cuộc bầu cử tổng thống. Trước khi tham gia công tác vận động hoặc nhóm chuyên gia, bà Harris sẽ cần quyết định chính xác bà muốn ủng hộ điều gì. Chiến dịch tranh cử tổng thống của bà chủ yếu thúc đẩy các chính sách của chính quyền Biden. Vào năm 2025, bà sẽ thoát khỏi sự bó buộc chính trị đó và có thể ưu tiên bất kỳ vấn đề nào bà muốn, nghị sĩ bang California là Barbara Lee nhận định, bà ấy mang lại giá trị to lớn cho đảng, nền tảng sự hiểu biết của bà về kế hoạch chính sách và khả năng xây dựng liên minh là những điểm mạnh lớn nhất của bà. Bà là một chiến binh vì nhân dân, bà đã và đang và sẽ tiếp tục giúp cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, bất kể xuất thân của họ, bất kể bà làm gì tiếp theo. Tôi biết bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng. Sẽ không thiếu các nhà xuất bản sẵn sàng tung ra những cuốn sách viết về những trải nghiệm của bà Harris trong chính quyền Tổng thống Biden cũng như cuộc đua tranh cử của bà với ông Trump. Bà Hillary Clinton từng viết một cuốn sách có tựa đề Chuyện gì đã xảy ra sau khi ông Trump đánh bại bà trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Ông Go từng tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường và sản xuất bộ phim tài liệu có tên gọi là Sự thật khó chịu công chúng thực sự quan tâm đến những suy nghĩ của bà Harris về việc phục vụ trong chính quyền Tổng thống Biden và chấp nhận thua trước một người mà bà từng chỉ trích mạnh mẽ. Gợi ý duy nhất về kế hoạch hậu bầu cử của bà Harris là mong muốn dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn không có trên máy bay trong hành trình vận động tranh cử. Bà Harris nói vào ngày 27 tháng 10 tại một hiệu sách ở Pennsylvania, tôi dự tính sẽ tăng thêm vài cân sau khi chuyện này kết thúc. Bà Harris cũng có thể noi gương bà Clinton. Vài ngày sau khi thua ông Trump vào năm 2016, cựu Ngoại trưởng Clinton đã được nhìn thấy đi bộ trên một con đường mòn bên ngoài ngôi nhà của bà ở Chappaqua, New York. Bà Harris vẫn còn 10 tuần nữa sống tại Đài quan sát Hải quân, nơi không phải là tuyến đường đi bộ đường dài lý tưởng. Nhưng công viên Rock Creek ở Washington nằm gần đó, nơi có nhiều con đường tuyệt đẹp để phó tổng thống hoặc những người ủng hộ bà đi bộ và giải tỏa căng thẳng sau những ngày bầu cử. Thông tin từ báo Vietnamnet, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky cho biết, binh sĩ nước này gần đây tiếp tục chặn đứng cuộc tấn công của quân Nga gần thành phố Kudakove. Trang min.in.ua dẫn bài đăng của tướng Zizky trên mạng xã hội Telegram viết rằng, quân đội Nga đã điều động một đoàn thiết giáp nhằm đục thủng tuyến phòng ngự của quân Ukraine ở làng Maximilianivka thuộc phía đông thành phố Kudakove, các hệ thống trinh sát Ukraine sau đó đã theo dõi hướng di chuyển của đoàn xe đối phương, đồng thời cung cấp tọa độ cho lực lượng pháo binh và máy bay không người lái UAV để thực hiện đòn tập kích vào đoàn xe. Ông siski viết trên Telegram, đồng thời đăng đoạn video Lữ đoàn không vận số 46 Ukraine đánh chặn đoàn thiết giáp đối phương. Kỹ năng của các binh sĩ Ukraine khiến đối phương không có cơ hội chiến thắng. Chính quyền Estonia cho biết cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào thủ đô Kiev hôm 7 tháng 11 đã làm hư hại tòa trung cư nơi đại sứ nước này ở Ukraine sinh sống. Ngoại trưởng Estonia Margus Tersakana viết trên mạng xã hội X hôm 8 tháng 11 kèm theo bức ảnh chụp một tòa nhà cao tầng ở quận Pechersky thuộc thủ đô Kiev bốc cháy. Rất may, đại sứ Estonia tại Ukraine Anneli Kok không bị thương. Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ người dân. Theo thông tin trước đó từ cơ quan quân sự thủ đô Kiev, cuộc tấn công UAV của Nga dạng sáng ngày 7 tháng 11 đã khiến nhiều công trình tại 5 trên 10 quận trong thành phố này bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Riêng ở quận Pechersky, hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng nằm ở tầng thứ 32 của một công trình, đồng thời khiến cấu trúc tầng 33 tòa nhà đó bị hư hại nặng.